Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên trưa ngày hôm nay. Hôm nay là thứ Năm, ngày 29 tháng 9 năm 2022, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Trong bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được chúng tôi ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi trưa hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Theo ghi nhận mới nhất ở thời điểm này thì giá vàng trên thị trường thế giới trong xu hướng giảm nhẹ với tỷ lệ giảm là 0,15%, hiện tại đang giao dịch ở mức 1.657,21 đô la Mỹ trên một ounce. Với phạm vi giao dịch trong ngày hôm nay tính đến thời điểm hiện tại, mức thấp nhất là 1.652,74 đô la Mỹ và mức cao nhất là 1.659,73 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó thì chỉ số đồng đô la Mỹ quay đầu tăng trở lại với tỷ lệ tăng khá mạnh là 0,40%, giao dịch ở mức 113,162 điểm. Đối với thị trường tiền điện tử thì giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin cũng trong xu hướng tăng với tỷ lệ tăng là 0,85%, giao dịch ở mức 19.578 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng trong xu hướng tăng trở lại với tỷ lệ tăng là 0,75%, giao dịch ở mức 3,761% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng thì giá dầu thô thời điểm này tăng nhẹ với tỷ lệ tăng là 0,31%, giao dịch ở mức 82,119 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước thì sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Dù hiện tại giá vàng trên thị trường thế giới giảm nhẹ, tuy nhiên vẫn neo quanh mức cao mà sau khi giá vàng trên thị trường thế giới đã đạt được trong phiên giao dịch đêm ngày hôm qua. Giá vàng thế giới đêm qua thì bất ngờ tăng trở lại trong bối cảnh đồng đô la Mỹ đảo chiều giảm giá, lãi suất trái phiếu Mỹ đi xuống và chứng khoán quốc tế đồng loạt tăng điểm. Như quý vị và các bạn cũng đã biết thì trong phiên giao dịch đêm ngày hôm qua, có thời điểm giá vàng xuống chỉ còn 1.614 đô la Mỹ trên một ounce. Tuy nhiên thì ngay sau đó dòng tiền chảy mạnh vào kim loại quý này, giá vàng thế giới tăng một mạch tới 43 đô la Mỹ trên một ounce, rồi chạm mức 1.658 đô la Mỹ trên một ounce trong phiên giao dịch đêm qua. Theo giới phân tích, sau khi tăng giá rất mạnh trong nhiều ngày qua, sức mạnh của đồng đô la Mỹ bắt đầu suy giảm so với nhiều ngoại tệ khác. Đồng thời, lãi suất trái phiếu Mỹ cũng từ đỉnh 4% trên một năm xuống còn 3,75% trên một năm đã tạo động lực cho giá vàng bật tăng. Mặt khác, khi mà giá vàng rơi xuống vùng 1.614 đô la Mỹ trên một ounce, mức thấp nhất trong vòng 2 năm qua. Có thể giới đầu cơ suy đoán đây là mức đáy mới của thị trường, từ đó họ tăng sức mua để tìm kiếm cơ hội sinh lời. Giá vàng thế giới giành được hàng chục đô la Mỹ trên một ounce là điều dễ hiểu. Trong khi đó thì thị trường chứng khoán Mỹ châu Âu đồng loạt xanh sàn, đặc biệt là tại Phú Quân sau 6 ngày liên tiếp giảm điểm thì các chỉ số như là Dow Jones đã giành lại 548 điểm, S&P 500 tăng 71 điểm, Nasdaq tăng 222 điểm. Điều này cho thấy dòng tiền trên thị trường chảy mạnh vào cổ phiếu khiến cho sức mạnh của đồng đô la Mỹ sụt giảm, có lợi cho giá vàng hôm nay. Tuy vậy thì theo giới phân tích khuyến cáo rằng giá vàng thế giới luôn có mối tương quan sâu sắc với sức mạnh và sự suy yếu của đồng đô la Mỹ. Việc tăng thêm lãi suất tại hai cuộc họp cuối cùng của năm 2022 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed có thể giúp đồng đô la Mỹ khôi phục sức mạnh, khi đó thị trường vàng có thể đối mặt với nhiều khó khăn hơn. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Như quý vị và các bạn cũng đã biết thì giá vàng trên thị trường trong nước đã đảo chiều tăng trở lại trong phiên giao dịch cuối ngày hôm qua. Và đến thời điểm này thì khi mà giá vàng trên thị trường thế giới bật tăng trở lại, cùng với đó là sức bán ra trên thị trường không còn, do đó mà thị trường vàng trong nước tiếp tục tăng mạnh quý vị và các bạn nhé. Cụ thể, mở cửa phiên giao dịch ngày hôm nay ngày 29 tháng 9 năm 2022 tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết trên hai khu vực là Hà Nội và Đà Nẵng. Mua vào ở mức 64,70 triệu đồng trên lượng và bán ra ở mức 65,72 triệu đồng trên lượng, cùng tăng 500.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra. Hiện tại thì chênh lệch giữa hai chiều mua vào và chiều bán ra vẫn dao động trong khoảng 1 triệu đồng trên một lượng. Còn với SJC, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh niêm yết mua vào ở mức 64,70 triệu đồng trên lượng và bán ra ở mức 65,70 triệu đồng trên một lượng, cũng cùng tăng 500.000 đồng trên lượng ở cả hai chiều giao dịch. Còn với tập đoàn vàng bạc đá quý Doji, niêm yết trên hai thị trường Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội mua vào ở mức 64,70 triệu đồng trên lượng và bán ra ở mức 65,70 triệu đồng trên một lượng. Như vậy là cũng tiếp tục tăng mạnh tới 500.000 đồng trên lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra với Doji Hồ Chí Minh, còn với Doji Hà Nội thì tăng 700.000 đồng trên lượng ở chiều mua, chiều bán ra không có thay đổi. Thế còn đến thời điểm buổi trưa ngày hôm nay, giá vàng trong nước biến động như thế nào? Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch này. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Nhìn chung thì thời điểm này giá vàng nhẫn bột số 9 cùng với một số loại vàng nữ trang SJC khác hay là vàng miếng SJC trong nước thì đều tăng rất mạnh quý vị và các bạn nhé. Hiện tại đang được niêm yết như sau. Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn.
SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 6.470.000, bán ra 6.570.000, tăng 500.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và bán ra, hay là tăng 50.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa hai chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang là 1 triệu đồng trên một lượng. STC Hà Nội và STC Đà Nẵng mua vào 6.470.000, bán ra 6.572.000, tăng 50.000 ở chiều mua vào và bán ra. PNG Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội mua vào 6.470.000, bán ra 6.570.000, tăng 60.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Doji Hồ Chí Minh và Doji Hà Nội mua vào 6.470.000, bán ra 6.570.000, tăng 50.000 ở chiều mua vào và bán ra với Doji Hồ Chí Minh, tăng 70.000 ở chiều mua vào chiều bán ra không thay đổi với Doji Hà Nội. Phú Quý SCC mua vào 6.470.000, bán ra 6.570.000, tăng 50.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Bảo Tín Minh Châu mua vào 6.475.000, bán ra 6.568.000. Mỹ Hồng SCC mua vào 6.460.000, bán ra 6.600.000, tăng 30.000 ở chiều mua, 50.000 ở chiều bán. Tiếp đến là giá vàng STC một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 6.470.000, bán ra 6.570.000, tăng 60.000 ở chiều mua vào và bán ra. Ngân hàng SCB mua vào 6.430.000, bán ra 6.530.000, tăng 40.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Ngân hàng TB Bank Gold mua vào 6.470.000, bán ra 6.570.000, tăng 70.000 ở chiều mua vào, còn với chiều bán ra không có sự thay đổi nào. Ngân hàng Vietinbank mua vào 6.470.000, bán ra 6.572.000, tăng 50.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác, hiện tại tăng rất mạnh, tăng 500.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra, hay là tăng 50.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa hai chiều mua vào và chiều bán ra thời điểm này vẫn đang dao động trong khoảng 1 triệu cho đến 1.020.000 đồng trên một lượng. Hiện tại thì đang được niêm yết như sau: SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 6.470.000, bán ra 6.572.000. SJC Huế mua vào 6.467.000, bán ra 6.573.000. STC Bình Phước mua vào 6.468.000, bán ra 6.572.000. STC Biên Hòa, Miền Tây và Quảng Ngãi mua vào 6.470.000, bán ra 6.570.000. STC Long Xuyên mua vào 6.472.000, bán ra 6.575.000. STC Bạc Liêu mua vào 6.470.000, bán ra 6.572.000. STC Quy Nhơn, Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 6.468.000, bán ra 6.572.000. Cuối cùng là giá nhận một số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác. Thời điểm này thì tiếp tục tăng trong khoảng từ 208 đến 500.000 đồng trên một lượng, hay là tăng trong khoảng 20.800 cho đến 50.000 đồng trên một chỉ tùy mỗi loại vàng. Thời điểm này thì đang được niêm yết như sau: nhận một số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ mua vào 5.075.000, bán ra 5.165.000. Nhận một số 9 loại nửa chỉ mua vào 5.075.000, bán ra 5.175.000. Vàng 4 số 9 mua vào 5.065.000, bán ra 5.125.000. Cùng tăng mạnh tới 50.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và bán ra với 3 loại vàng này: vàng 24K mua vào 4.944,3 nghìn, bán ra 5.074,3 nghìn; vàng 18K mua vào 3.659,1 nghìn, bán ra 3.859,1 nghìn; vàng 14K mua vào 2.803,2 nghìn, bán ra 3.003,2 nghìn; vàng 10K mua vào 1.952,3 nghìn, bán ra 2.152,3 nghìn. Quý vị và các bạn thân mến, với những nội dung trên đã khép lại bản tin giá vàng mới nhất phiên trưa ngày hôm nay của chúng tôi. Mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh màu đỏ phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng nhớ tích luôn là quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới, chúng tôi tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.